Hello, xin chào tất cả mọi người, là mình Support Hùng đây. Và hôm nay thì bên Hùng vừa mới về một mẫu giày cổ lông linen cao cấp rất ngon. Đây là hàng nội địa Trung Quốc xách tay. Bên Hùng vừa kiếm được 7 đôi. Hai đôi size 39.5, hai đôi 40, hai đôi 41 với cả một đôi 41.5. Mẫu giày này có giá gốc là 899 nhân dân tệ, tương đương với khoảng 3,2 triệu tiền Việt Nam. Đây là mẫu sách tay từ Trung Quốc, hàng nội địa Trung Quốc, chính hãng 100%. Và Hùng cam kết là hàng chất lượng, bảo hành 1 tháng cho mọi người. Đây, mẫu giày AIAN011 và mẫu này được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 2,6 triệu đến 2,9 triệu. Đây là mẫu giày full công nghệ. Mẫu giày với dòng đế được rất nhiều các vận động viên đội tuyển Trung Quốc, đội tuyển cầu lông Trung Quốc sử dụng đến nay. Đôi giày này thì đầy đủ tất cả các công nghệ giảm chấn, chống lật, chống mòn má, gia cố ở phần trên giày. Nói chung là đủ tất cả công nghệ vì đây là giày cho vận động viên đi mà. AIAN011, mọi người có thể tra trên mạng để biết rõ về thông tin đôi giày này. Đôi giày này nó có mấy màu cơ nhưng Hùng chỉ kiếm được màu này thôi. Màu nổi nhất của nó là màu vàng, mọi người sẽ có thể dễ dàng được tìm thấy trên Google. Đây, da của nó làm kiểu óng ánh, nhìn quay video thì dĩ nhiên là nó cũng sẽ không rõ ràng lắm. Đôi giày rất là đẹp, dày dặn và đặc biệt là đế của nó rất là dày và đi rất là êm nha mọi người. Đôi giày này bên Hùng đang khuyến mãi chỉ còn 1.350.000, còn miễn ship nữa. Nhưng mà nói chung là chỉ kiếm được mấy đôi, mùa dịch này kịp về mấy đôi thôi. Anh em nào thích thì liên hệ ngay. Nói chung là với mức giá như này thì phải nói đến Hùng bán Hùng cũng thấy là quá rẻ rồi. Nhưng mà vì Hùng bán hàng theo nguyên tắc là lãi vừa phải nên là Hùng không muốn bán cao hơn thôi. Nhập rẻ thì bán rẻ cho anh em, chứ thực ra Hùng bán đôi này 1,6-1,7 triệu vẫn bán được. AIAN011 nha mọi người. Đây, giày rất đẹp, cam kết hàng chất lượng, bảo hành, không phải hàng vớ vẩn mà Hùng giảm giá thế cho anh em này, em yên tâm. Và có thể check code kiểm tra chính hãng. Bên chân trái của giày sẽ có một cái mã ở dưới lưỡi gà đây. Với mã số màu như này thì mọi người hoàn toàn có thể check code kiểm tra chính hãng nhé. Đôi giày này đi rất là êm đấy mọi người ạ. Chống lật cực kỳ an toàn cho chân. Công nghệ giảm chấn thì nó là công nghệ cushion. Những đôi giày cao cấp nhất, nói chung chỉ dòng đế này và linen mới được áp dụng công nghệ này. Còn cái dòng đế này thì tuyển Trung Quốc người ta đi từ xưa đến nay, chủ yếu là đi dòng đế này luôn. Gần đây thì nó mới ra một số dòng mới thì nó mới tài trợ cho các vận động viên thì mới có các dòng mới thôi. Chứ còn trước kia là từ 2016, 2017 đến 2020 thì tuyển họ toàn đi dòng đế này là đa phần luôn. Đôi giày này cái thời điểm nó mới ra mắt thị trường thì rất là hot, rất là nổi luôn, nhưng mà ở Việt Nam thì hết hàng lâu rồi. Cái này Hùng cũng chỉ kiếm được ở bên Trung Quốc thôi. Anh em liên hệ ngay nhé, 1350 còn miễn ship nữa đấy. Size 39.5 tương đương với size 39 của hãng khác. Size 40, 41 và 41.5. 42 thì hôm trước Hùng về hết sạch hàng rồi. Hôm trước thì về có mỗi được 42, được có 3-4 đôi thì hết hàng mất rồi.